Là một câu chuyện khá đơn giản và hài hước, một ngày đẹp trời khi đang sấy tóc buôn điện thoại, cô gái phát hiện một chiếc bình đun trà bằng vàng có khả năng làm đầy ắp tiền liên tục từ trong bình ra. Tin tức nhanh chóng được loan ra. Phần một bộ phim Chiếc Ấm Thần Kỳ thuộc thể loại hài hước được phát sóng vào 22 giờ 30 phút tối Chủ nhật ngày 15 tháng 2 năm 2015, phát lại 14 giờ hôm sau trên sóng HTV Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Mời quý khán giả đón xem.